Uyên Thi xin thân ái kính chào tái ngộ đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình bếp nhà ta nấu ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một món ăn ngày hôm nay mà Uyên Thi chia sẻ đó là cũng là món bánh. Nhưng mà bánh này là bánh dân gian, bánh này là bánh rất là bình dân và bánh này Uyên Thi nghĩ nó chỉ có một số cái địa phương nào đó thôi. Mà trong cái cái kỳ Tết vừa rồi Uyên Thi được về Việt Nam và Uyên Thi đi làm từ thiện ở dưới Kiên Giang thưa quý vị. Là gần ở Cà Mau lần thưa quý vị. Uyên Thi đi nguyên một 8 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Thì um, đi vô một cái vùng sâu xa lắm, khi mà làm từ thiện xong đi ra đó thì ra ngoài chợ. Uyên Thi đang trên đường đi ra thì thấy một bà ngồi bán nướng 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 nướng. Cái một cái cô mà dẫn đường cũng mới nói cô ơi, cô lại đây cô ăn thử cái này ngon lắm cô, bánh này ngon lắm. Uyên Thi hỏi là bánh gì? Bánh khoai mì nướng thưa quý vị nếu bây giờ uyên thi nói đây là món bánh khoai mì nướng quý vị sẽ lầm rằng bánh khoai mì nướng theo kiểu mình mình xay ra rồi mình bỏ nước cốt dừa rồi mình nướng à, bằng oven nhưng mà không phải đây là bánh khoai mì nướng than thưa quý vị và ngày hôm nay uyên thi muốn chia sẻ đến quý vị bánh khoai mì nướng than kính thưa quý vị món bánh khoai mì khoai mì là một cái vật liệu mà rất là bình dân mà người dân À, thường thường những người dân nghèo người ta hay dùng đó để chế biến Đôi khi Uyên Thi dùng chữ nghèo đây không phải là Uyên Thi chê cái người đó nghèo Nhưng mà Uyên Thi muốn cho quý vị nhìn thấy một cái cảnh mà người ta chỉ ăn những cái vật liệu à, rất là rẻ tiền Để người ta hạn chế cái tiền chi trong gia đình Chẳng hạn như ngày xưa nhà Uyên Thi cũng rất nghèo và đã từng nấu canh khoai mì để ăn à, Nhiều khi Uyên Thi dùng chữ nghèo, Uyên Thi nói à, ở xứ nghèo người ta mới ăn như vậy thì có một số người complain là nói tại sao chê người ta nghèo thưa không uyên thi không bao giờ chê cảnh nghèo bởi vì chính uyên thi cũng là một người nghèo bước chân ngày hôm nay và uyên thi rất quý mến những người nghèo và bởi vậy cho nên bây giờ uyên thi hay đi thăm họ và uyên thi được biết được những cái cuộc sống của họ và những cái món ăn của họ và uyên thi đem lại để chia sẻ đến quý vị để quý vị chúng ta có thể sống như là sống với những người nghèo và thưa quý vị nói về cái bánh khoai mì nướng này đó thì đầu tiên hết uyên thi sẽ dùng một pha khoai mì quý vị có thể dùng khoai mì sống rồi quý vị gọt vỏ ngâm nước sau đó chúng ta luộc chín hoặc là quý vị có thể dùng khoai mì đông lạnh quý vị về hấp chín hoặc là quý vị có thể dùng khoai mì mà người ta đã luộc rồi ở trong đông lạnh đem về chúng ta chỉ cần hấp lại cho nó nóng để cho nó mềm ra sau đó quý vị làm cũng được nó cũng ngon thưa quý vị khi mà quý vị đã hấp chín khoai mì rồi thì chúng ta sẽ lấy cái sơ của khoai mì ra những cái sơ này chúng ta sẽ bỏ đi thưa quý vị và cái khoai mì này đó mình mình không có nên xay mình xay thì nó, nó nó nát quá nó sẽ không ngon mà chúng ta bóp một hồi chúng ta dùng tay chúng ta bóp để cho nó còn một chút miếng những cái miếng lợn cợn thì ăn cái khoai mì mình mới cảm nhận được cái bánh khoai mì mình mới thấy ngon còn cái khoai mì mà bánh khoai mì nướng đó, mà bằng oven đó, thì chúng ta lại ăn thấy hoàn toàn là nó mềm nó không có lợn cợn khoai mì cho nên cái đó không phải là bánh này thưa quý vị bánh này là bánh khoai mì nướng than Thành ra mình ăn mình sẽ thấy nó đặc sắc hơn và nó bình dân hơn và nó có một cái vị tượng trưng rất là ngon mà của dân địa phương thưa quý vị ở dưới quê mới có ở sài gòn ít có khi thấy bán cái này lắm thưa quý vị rồi bây giờ thì uyên thi sẽ bắt đầu bóp khoai mì uyên thi đeo bao tay vào bởi vì khi mà uyên thi không đeo bao tay đó uyên thi làm cái tay uyên thi nó dính tèm lem á thưa quý vị rất là khó và cái bánh khoai mì này đó thì mình ăn chung với lại nước cốt dừa nghe thưa quý vị rồi yên thi bỏ, đeo bao tay vào yên thi sẽ bóp nhỏ khoai mì ra mình không có xay mà mình bóp ra tại vì mình bóp thì có những cái nát nhưng mà có những miếng cũng còn sượng 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 nó còn nguyên cục đó ăn như vậy nó mới ngon dạ yeah nếu mà quý vị mà khoai mì nó vừa mới quý vị mới vừa hấp xong á quý vị bóp nó rất là dễ còn cái này nguyên thi để từ nãy giờ thì thi làm xô rồi thành ra nó hơi bị cứng một chút nhưng mà cũng không sao thưa quý vị mình bóp một hồi nó cũng nát và khi mà quý vị đã bóp nát khoai mì rồi đầu tiên hết quý vị sẽ cho vào nè đậu xanh thưa quý vị một phần tư chén đậu xanh hấp chín xay nhuyễn tuy nhiên ngâm nở hấp chín rồi mình xay nhuyễn ra mình cho một phần tư chén vào một phần tư chén đường rồi mình cho vào ở đây khoảng chừng hai muỗng canh bột năng một muỗng canh sữa đặc cũng nhiều vật liệu lắm á chị quý vị rồi một um, khoảng chừng hai muỗng canh nữa, à, dừa đó quý vị dừa sợi đó dừa sợi uh, uh, người ta làm khô đó cái này quý vị có thể order ở chợ, ở chợ, um, chợ uh, um, Garden Row. Rồi chúng ta cho khoảng chừng 2 cho tới 3 muỗng canh nước cốt dừa. Tùy theo mình coi coi cái cái độ lỏng của nó vừa hay chưa. Nếu mà quý vị thấy nó còn đặc cứng thì mình cho thêm nước cốt dừa để cho nó dẻo ra. Nhưng mà mình đừng cho nhiều quá thì nó nhão, cái bánh nó sẽ không ngon. Mình thi nghĩ mình cho luôn cái này là khoảng chừng 3 muỗng canh nước cốt dừa nha thưa quý vị. Rồi bây giờ mình mình chỉ cần bóp bóp nát ra những cái nào mà mình thấy nó cục to quá mình bóp nát ra thưa quý vị thì những cái nát nó hòa chung với những cái mà nó còn lợn cợn đó mình ăn mình mới thấy ngon và quý vị biết không một chút nữa đó cái đường với cái bột năng nó quyện lại với nhau đó nó làm cho dẻo dẻo cái bánh ngon lắm khi mà Uyên Thi kể tiếp là khi mà Uyên Thi à, thấy cái cô đó bán như vậy thì Uyên Thi lại mua đó thưa quý vị rất là thấy thương một cái gánh như vậy mà tính ra đó Uyên Thi nói nếu mà Uyên Thi bao luôn cho mua luôn hết nguyên một cái gánh của cổ chỉ có 2 đô la Quý vị tưởng tượng đi Nguyên một cái gánh bán người ta ngồi người ta bán cái bánh khoai mì như vậy chỉ có 2 đô la Vì vậy cho nên nhiều khi Uyên Thi về Uyên Thi thấy những cái người như vậy Uyên Thi hay bao hết nguyên gánh Và Uyên Thi cho thêm người ta một số tiền nữa Thì đó là một cái cách mà mình có thể chia sẻ được những Mình không làm hết được cho tất cả mọi người nhưng mình làm được cho ai người ta cảm thấy hạnh phúc là mình cũng thấy vui phải không thưa quý vị. Và trong cái buôn bán của bên Việt Nam thì mình phải nói rằng có nhiều khi ở tại Sài Gòn đấy, nó chơi âm dài một chút thưa quý vị. Ở tại Sài Gòn quý vị bây giờ giá rất là đắt đỏ. Mình ăn những cái buffet hoặc là những thức ăn ngang ngửa với ở Mỹ. Một tô phở cũng có thể 5 đô la, 6 đô la và một buffet của một người ăn buffet phê là all you can eat đó thưa quý vị 50 đô cho tới 65 70 đô một người đó là những nhà hàng sang hoặc là những nhà hàng mà thường thường mà người Việt Kiều mình về là hay là ăn ở những chỗ đó bởi vì những chỗ đó họ sạch sẽ đó rồi sau khi mà mình đã 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 bóp nhào rồi bây giờ quý vị thấy nó có một cái độ dẻo rất là rất là tốt giờ mình sẽ chia ra thành từng cục Em Thi để mấy cái này qua một bên Rồi Quý vị chia à, Như đây Uyên Thi chia làm khoảng chừng được 8 cái bánh đó thưa quý vị Và người ta sẽ nắng những cái bánh nhanh tròn như vậy mà quý vị biết không người ta cái cái cô đó cổ bán nguyên một cái gánh khoai mì mà chỉ có hai đô la mà biết quý vị biết không? nào là son chảo nồi niêu làm nước cốt dừa làm muối đậu rồi nào là bao ni lông rồi nào là muỗng nĩa để người ta ăn ô oh, wow rất là nhiều thứ mà nó mà cái người bán bên đó người ta phải mua mà cuối cùng họ chỉ bán được hai đô la thì quý vị nghĩ đi nếu mà họ bán buổi sáng bây giờ yên thi cho là bán nhiều đi buổi sáng một một gánh và buổi chiều một gánh đi thì một ngày 4 đô la mà tiền vốn của họ là bao nhiêu rồi ạ à? tất nhiên một ngày họ chỉ thu thu vô chỉ có hai đô yên thi nghĩ như vậy nhưng mà yên thi lại rất là phục bởi vì họ có thể nuôi nguyên cả gia đình thưa quý vị ít nhất họ không phải là người những người lazy, gì những người ngồi không để mà chờ đợi một cái gì đó mà họ vẫn có thể kiếm sống bằng những cái 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 cái, cái nghề rất là đơn giản mà đôi khi chúng ta phải cần quý trọng những người như vậy và vì vậy cho nên uyên thi nhất định ngày hôm nay phải đem chia sẻ cái món này để mà nhớ về một chút gì đó cái kỷ niệm mà khi mà mình về Việt Nam mình thấy à quý vị biết tại sao mà bỏ đầu xanh không? đậu xanh đó, nó là một cái vị để làm cho cái món khoai mì giống như bánh khoai mì nướng mà ở trong cái oven của mình cũng vậy cũng có đậu xanh phải không ạ à? cũng có một chút đậu xanh nếu quý vị coi bánh khoai mì nướng của yên thi là yên thi có chia sẻ có đậu xanh trong đó nè tại vì sao mình mình bỏ đậu xanh vô để cho cái khoai mì nó có thêm cái flavor tất nhiên nó có thêm một cái vị khác còn khoai mì không nó chẳng có cái gì nó lạc lẻo lắm thưa quý vị nó chỉ được cái là nó dẻo thôi chứ nó không có nó không có thêm nó không có mùi vị gì hết Thành ra người ta bỏ thêm đậu xanh để cho nó có cái chất béo Nhưng thì thấy cái bánh này hơi nhỏ thì lấy bớt của bên bự bỏ qua Rồi bây giờ quý vị thấy không? 8 cái bánh vừa đủ ha Và mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu Sau một vài phần thông tin thương mại Uyên Thi sẽ trở lại để chia sẻ cùng với quý vị làm như thế nào để cái bánh thêm hấp dẫn. Cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu và bây giờ trở lại với món bánh khoai mì nướng lửa ta ăn thưa quý vị. À, bây giờ mình sau khi mình đã nặng được bánh khoai mì rồi quý vị nhìn thấy những cái chân khoai mì tất nhiên những cái, có những cái miếng khoai mì nó còn cục cục như vậy rất là ngon khi mà mình ăn đúng chứ nếu mà mình xay cho nó nát ra thì mình ăn lại không ngon mà mình phải bóp như vậy đó thưa quý vị và bây giờ mình sẽ để lên lò mình nướng, viên thi đã mở lò lớn rồi. À, nếu mà quý vị đi camping hoặc là đi đâu mà có lò lửa than đó, thì mình nướng rất là ngon bởi vì nó rất là thơm và nó màu vàng, nó 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 thơm hơn. Còn cái lò này là lò lửa ga, thành ra nó cũng hơi chậm một chút. Viên thi sẽ nói về cái nước cốt dừa để mình ăn chung. À, nó cũng giống như những nước cốt dừa cho chè nhưng mà nó hơi khác một chút xíu. Mà viên thi chia sẻ đến quý vị à, cũng đã có một vài cái chương trình viên thi đã chia sẻ rồi thì bây giờ ở đây uyên thi cho một nửa cốt dừa và một nửa nước vào bây giờ uyên thi nấu sôi trong lúc mà nấu đó thì uyên thi sẽ cho vào một chút muối và một chút đường thí dụ uyên thi như đây uyên thi cho khoảng chừng một muỗng cà phê muối thì uyên thi sẽ cho vào khoảng chừng à, hai muỗng canh đường đó thưa quý vị nó phải hơi mặn mặn và ngọt ngọt thì cái nước cốt dừa nó mới ngon và mình nấu cho đường muối này tan. Sau khi mà đường muối tan rồi đó thì mình sẽ bỏ bột vào nhưng mà cái quan trọng trong cái bánh 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 khoai mì này đó thì chúng ta sẽ cho vào một chút xíu hành lá vô trong cái nước cốt dừa thì cái nước cốt dừa nó mới thơm. Có nhiều người nói Ủa sao lại cho hành lá nhưng mà đó là một cái vị đặc sắc của khi mà chúng ta ăn bánh chuối nướng nếp nướng hoặc là bánh khoai mì nướng thưa quý vị. Nếu mà cái nước cốt dừa nó chỉ hoàn toàn là ngọt á thì nó lại không ngon bằng chúng ta cho nó hơi hơi mặn mặn ngọt ngọt và nó có một chút cái mùi hành vô nữa thì quý vị sẽ thấy nó tăng thêm cái phần thơm ngon của cái bánh khoai mì cũng như là cái bánh chuối nếp nướng và trong một cái chương trình khác thì sẽ chia sẻ về bánh chuối nếp nướng thì làm cũng ngon lắm mà uyên thi cũng không biết tại sao uyên thi biết làm mấy cái này nữa thưa quý vị dường như là cái đam mê nấu ăn cho nên khi mà Uyên Thi đi học rồi qua ba chục năm trong nghề tự nhiên Uyên Thi có một cái căn bản cho nên bây giờ bất cứ một cái món nào Uyên Thi nhìn vô Uyên Thi về Uyên Thi có thể thử làm lần đầu tiên là thành công rồi và đó là cái cái thời gian mà cái kinh nghiệm của mình nó làm cho mình tăng thêm như vậy chứ thật ra cũng chẳng giỏi gì thưa quý vị rồi bây giờ Uyên Thi nếm thử ừ, rất là vừa bây giờ Uyên Thi sẽ bỏ cái 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 bột vào nghe thưa quý vị mình sẽ bỏ bột vào để cho cái dừa nó cho cái nước nó hơi sền sệt lại một chút Bột này thì quý vị làm bột mì, bột gạo, bột năng, bột nếp, bột gì cũng được thưa quý vị. Miễn nó hơi sần sệt, sệt cái cái độ của cái nước cốt dừa là được. Đừng có đừng có đặt quá nó sẽ mất ngon. Rồi mình chờ nó sôi lại, mình bỏ hành vào là xong thưa quý vị. Bây giờ mình cũng có thể bỏ hành vào. Vậy thôi không có khó gì hết mình không có cần phải xào hành tao hành gì hết mình bỏ vô vậy rồi quý vị sẽ thấy cái mùi một chút cái mùi hành nó rất là thơm mà phần trắng hành lá thôi nha thưa quý vị Hình như vẫn còn hơi lỏng nguyên thi sẽ cho thêm bột nữa nó phải hơi sần sệt đặc đặc mới được rồi Vâng, kính thưa quý vị thấy, bây giờ là quý vị thấy những cái bánh khoai mì nó rất là nóng, nướng nóng rồi thì Uyên Thi tắt lò, Uyên Thi giữ như vậy và nước dừa cũng được. Bây giờ Uyên Thi sẽ lấy ra đĩa và khi mà quý vị nhìn Uyên Thi nướng đó thì quý vị thấy có những cái grill mark, người ta kêu là grill mark, tất nhiên là nó có những cái dấu à, của cái lò nướng, những cái thanh sắc của lò nướng ở trên cái bánh nhìn nó đẹp mắt, thì làm sao mà mình làm được cái dấu như vậy? ví dụ như bây giờ đầu tiên quý vị để cái bánh nó đang là thẳng như vậy mình để cái bánh xuống thì mình muốn cho nó có thành những cái khuôn mặt hình thoi thì mình chỉ cần lấy cái ta mình chỉ cần đỡ ngay cả thịt tươi nướng bất cứ cái gì quý vị chỉ cần dở cái bánh này lên và quý vị xoay một chiều xéo như vậy thì quý vị để im đó và đừng xoay nữa khi mà mình lấy ra thì nó sẽ có hai cái khuôn mặt hình thoi và hình vuông đó là cái technique cái cách để mà mình làm mình nướng bánh hoặc là mình nướng thịt nhìn cho nó hấp dẫn thưa quý vị Và bây giờ yên Thi sẽ lấy những Cái bánh này Uyên Thi để xuống đây nha Rồi yên Thi để 5 cái thôi Và một cái này yên Thi sẽ ăn thử Còn cái này thì mình để đây Và yên Thi sẽ trang nước cốt dừa vào trong chén của uyên thi nhưng mà vào ở đây thì uyên thi sẽ để một cái chén nước cốt dừa có một chút hành xanh xanh trắng trắng và uyên thi sẽ nói về cái đó quý vị thấy không cái này mình để mang lên cho khách hoặc là mình đại khái mình làm nhiều người không thích ăn cốt dừa thì họ có thể ăn không như vậy và như của uyên thi thì uyên thi rất là mê cốt dừa thì uyên thi sẽ trang thẳng lên luôn và bây giờ thì sẽ ăn thử để coi xem coi nó như thế nào uhm. Uhm, rất là thơm quý vị không tin quý vị làm thử cho một chút hành vô á quý vị nào thích ăn hành nha thì quý vị sẽ thấy cái mùi cái mùi nó thơm đặc biệt lắm nó không có phải là nước cốt dừa mùi của nước cốt dừa không mà nó có cái mùi hành nhưng mà hai cái nó quyện vô rất là thơm thưa quý vị uyên thi rất là mê quay mì đã dẻo bây giờ mình cho một chút xíu cái bột năng vào để mình làm cái chất kết cấu khi mà mình bóp khoai mì ra nó làm nó có một cái đồ dẻo rất là ngon vị đường bỏ vào không ngọt lắm vừa thôi và mình ăn cái nước nước cốt dừa thì nó hơi mặn mặn mà nó hơi ngọt ngọt ăn vô nó hòa lại với nhau rất ngon ừ. hai cái rất là béo mà uyên thi không thể nào không nói đến quý vị là phải nói cái hành nó làm cho tăng cái mùi thơm lên 50% phần quý vị cái hành lá vô trong cái nước cốt dừa và mong rằng quý vị thử cái công thức này ở nhà rồi nếu mà được quý vị cho Uyên thi biết rằng là khi mà bỏ hành vô nước cốt dừa có phải là rất ngon không và có một số người không có thích ăn nó tại sao bỏ hành vô nhưng mà tại vì mình không có chịu tập thử những cái món ăn ngon hơn và nhiều khi bây giờ yên thi cũng đang hối hận là tại sao mình cứ phải đi tập những món ăn ngon hơn để bây giờ mình ăn những món ăn dở mình đã dở quá và mình cứ đi tìm tòi những món ăn ngon và nhắc lại với anh người đã đi mất rồi đó là anh việt dũng một người anh rất là thân thương của yên thi anh gặp uyên thi là anh thường nói là hai anh em mình cày quá em ơi uyên thi cũng nói sao em với anh sao khổ quá anh nói không có khổ tại vì nếu không có những người như mình thì sẽ không có tiến bộ cho nên mình cứ việc học khỏi và cứ phải làm thôi em và cho tới ngày cuối cùng khi anh ra đi uyên thi đã không được đưa anh đến nơi ăn nghỉ cuối cùng tuy nhiên lúc nào uyên thi cũng nhớ đến việc nhũng qua những cái kỷ niệm của anh em với nhau và trên cái, cái 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 tâm tình bữa nay thì yên thi cũng chợt nhớ đến việc dũng mà mong rằng một ngày nào đó à, chúng ta sẽ có một cái việc người việt dũng khác để đỡ nhớ anh hơn món bánh khoai mì nướng lửa than gửi đến quý vị à, mong rằng quý vị sẽ làm cho gia đình mình ăn cũng như trong buổi tiệc để mình nhớ về lại một món ăn thật là bình dân à, của địa phương của người việt nam chúng ta mà những người đã từng sống ở quê hương ở những nơi xa như kiên giang à, hoặc là những vùng mỹ tho à, những vùng xa xôi đó thì quý vị sẽ nhớ thật nhiều về món ăn này và chúc quý vị thành công hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.